Vâng, để nối chương trình sau đây tôi xin chào kính mời quý vị ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của bạn Nin. Xin chào ông bạn Nin lên sân khấu của tôi để tham gia chương trình hôm nay. Na, cái này, thế giờ rồi, lang gấp nhau hello cái này kia rồi lang. Prava pe verlo me che quei ni Thank you.
nghe với ca khúc giọng ca của cô dâu để thể hiện tấm lòng biết ơn tất cả quý vị chúng ta đến đây để chơi vui. Con nói lại với chú rể thì sao? Nhưng bây giờ chúng tôi cũng xin trọng kính mời chú rể có thể là tham gia với một tiết mục. Chúng ta chào mừng chú rể rất nhiều. Chúng ta xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta thực hiện những điều ước mơ của mình. Và bây giờ chúng tôi xin trọng kính mời ạ. 1, 2, 3. Vâng ơi, xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta đi xuống sân bàn. Vâng ạ, thật sự là một tiết mục rất là lãng mạn, rất là đặc sắc.